những điểm nhấn của tháng 5 đó là ngành dịch vụ, mà trong đó là một trong những ngành có sức bật ấn tượng nhất là ngành du lịch. Điển hình là lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đã tăng đến hơn 70% so với tháng 4 và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 173.000 lượt người. Đây là tín hiệu tích cực sau khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ giữa tháng 3. Tôi rất vui khi đến đây. Đã lâu rồi mới được đi du lịch. Ẩm thực và phong cảnh ở đây rất hấp dẫn. Con người ở đây năng động và hạnh phúc. Có một ngày tôi sẽ quay trở lại nơi này. Các đường bay quốc tế được nối lại, tạm dừng yêu cầu xét nghiệm trước khi nhập cảnh. Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Chính là những lý do thu hút du khách nước ngoài đến với Việt Nam. Bên cạnh đó, việc nước ta đăng cai tổ chức SEA Games 31 trong tháng 5 cũng thu hút một lượng lớn các đoàn thể thao, cổ động viên trong khu vực đến tham gia thi đấu kết hợp du lịch. Trong đó, Hà Nội, nơi diễn ra nhiều môn thi đấu nhất, thu hút 85.000 lượt khách quốc tế trong tháng 5. Qua sự kiện này thì mỗi vận động viên, mỗi du khách đến Hà Nội cũng sẽ là các tuyên truyền viên, họ sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá đến người thân, đến các bạn quốc tế. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm, lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 365.000 lượt, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, lượng khách đến từ châu Úc và châu Mỹ là tăng mạnh nhất, lần lượt với các mức tăng là hơn 2.900% và trên 2.100%. Tiếp sau đó là khách đến từ châu Âu, tăng hơn 975%. Cùng với việc song song mà tăng số khách, thì cái quan trọng nhất là tăng doanh thu từ đầu khách. Và như vậy thì chúng ta phải làm thế nào đó thì sản phẩm chúng ta mới hơn, xuất sắc hơn. Nhưng quan trọng hơn nhiều là chúng ta phải tập trung vào những cái thị trường chiến lược có mức chi trả cao. Đi cùng với sự gia tăng về lượng du khách quốc tế, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam cũng được cải thiện. Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số này của Việt Nam trong năm 2021 tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới.